Có gì từ từ nói đi chị. Tha cho nó lần này đi mà. Trời ơi là trời, nó giật chồng tôi mà cái tôi tha cho nó là sao? Tha cho nó đi chị, năn nỉ chị mà. Chị, tụi tôi cam đoan với chị, nó không tái phạm nữa đâu. Chị tha cho nó đi mà chị. Đúng rồi chị. Thôi đi về tụi bay. Đi về nè. Bỏ đi. Chị không biết nữa. Đúng rồi đó. Sơn, Sơn, họ đi hết rồi. Mày đúng là hết thuốc chữa mà. Mau mở cửa nói chuyện với tụi tao đi. Mày đừng có trốn nữa. Vô lòng hả dạ mày chưa? Tao không ngờ vì mấy đồ bánh tét mà mày bán đứng bạn bè. Từ đây về sau tao với mày không còn bạn bè gì hết á. Mày đi đi. Quậy 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 quậy. Nói nghe nè, có thấy con Sương đi đâu không? Tôi mới mua chục hột già, tính đem qua cho nó lăn để tan máu bầm nè. Chứ bộ nó không có nhà hả? Trời ơi, nó trốn rồi. Nó giật 2 triệu của tôi luôn. Nó đi hồi nào? Mới tới thì nè. Tôi nghe hàng xóm nói là nó xách cái vỏ nó đón xe đò đi. Tôi mới chạy qua nhà nó mà nó khóa cửa rồi. Không lẽ nó đi Sài Gòn hả ta? Cũng dám lắm à. Cái con này chuyện gì nó không dám làm, nó đi tứ xứ mà. Mà trời ơi, tôi tức thiệt chứ. Phải chứ tôi đừng có nói cho bà Chính Thoa bà biết, để bà đừng có đánh ghen nó. Bây giờ nó nhục nhã quá, nó xấu hổ, nó bỏ xứ nó đi. Coi như tôi mất tối 2 triệu rồi còn tiền lời của tôi nữa. Thật không? Không có cái ngu nào bằng cái ngu nào thiệt luôn á. Nói vậy, không lẽ bà nói chuyện của nó cho Chính Thoa nghe hả? Chứ gì nữa? Gì? Gì? À, ý của tôi nói là phải chi bà Chính Thoa đừng có quýnh ghen nó. Thì nó không có bỏ nhà nó đi, thì tôi không có bị giật 2 triệu. Để sáng mai tôi lên bưu điện, tôi gọi điện cho người quen trên Sài Gòn á, tôi hỏi nó có lên trển không, để tôi tính sổ với nó. Vậy đi. Nè. Gì? Có tin gì của nó nhớ cho tôi hay nghe. Biết rồi. Cái con này thiệt tình hả? Không lẽ là bà Tấm Hạnh nói? Mà lúc nãy bà nói bà đâu có nói đâu. Hú hồn. Cũng may là mình thắng lại kịp. Chứ không thôi con Sương nó biết mình nói với bà Chính Thoa là nó xử đẹp mình liền. Lòng em vừa...